Mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì kênh xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một lô hoa kiển ha và một số phôi tại nhà vườn của em Hoàng Chiến ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại liên lạc của em Hoàng Chiến thì kênh ghi trên tiêu đề, quý cô chú anh chưa chị mình mình lên từ từ đi gọi điện trực tiếp xíu hoặc mình là đấy kết bạn qua Zalo để được hỗ trợ lựa chọn cho mình những cây ưng ý về chơi nha, không làm mất thời gian quý cô chú anh chị. Gặp em Hoàng Chiến để trực tiếp giao lưu với em nha quý cô chú anh chị. Rồi chào em Chiến. Dạ em chào anh. Dạ con chào quý cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Dạ thì hôm nay nhà vườn của con có về một lô hoa giấy. Hôm nay có nhiều loại ha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình xem video ủng hộ nhà vườn của em ha. Thì đầu clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn của con ha. Thì số điện thoại giao lưu của nhà vườn con là 0933 291 442, số đó cũng là số Zalo của con luôn đó. Thì cô chú anh chị mình đặt hàng thì alo qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với con ha. Thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa, thì đầu tiên con xin vào mã số 1 này là mã số A1 nha cô chú anh chị, là một cây sâm hương ha. Rồi tổng chiều cao của cây này là 58, tổng hoành cũ là 41 ha cô chú anh chị. Rồi hoành thân ở đây em đo được là 20. Cây này em giao lưu là 250.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số A2. Đứng nhìn cái này nó có. Rồi tổng chiều cao là 50, tổng hoành cũ là 47 ha cô chú anh chị. Rồi hoành đây là 16. Cây này là 300k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Cây bên em là em bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình trong vòng 30 ngày ha. Khi nhận cây, cây có vấn đề gì cô chú anh chị cứ alo trực tiếp chị em ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao của cây này là 60, tổng hoành thân là 17, tổng hoành cũ là 45. Rồi cây này cũng 250.000 luôn, em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi tiếp tục là mã số A4. Tổng chiều cao là 53, tổng cũ là 46, hoành đây là 16 ha cô chú anh chị. Rồi cũng 250.000 luôn. Rồi dạ. Rồi. Tiếp tục là mã số A5. Rồi, chiều bay ra đây là 60. Hoành cũ là 47. Rồi hoành thân đây là 16, rồi quay vòng luôn. Rồi cây này 300.000 ha cô chú anh chị. Rồi 300 là phí em bao vận chuyển tặng nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục là mã số A6. Tổng chiều cao là 44. Rồi hoành cũ ở đây là 36 của chú anh chị. Hoành thân là 17. Rồi mã số A6 250.000 luôn. Rồi tiếp tục là mã số A7. Tổng chiều cao là 48, tổng hoành thân là 17. Rồi hoành cũ ở đây là 42. Rồi mã số A7 300k, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục là mã số A8. Cây này hai thân ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 50, tổng hoành cũ là 44. Hoành thân em đo phía trên này đi. Rồi hoành đây là 17 ha cô chú anh chị. Rồi mã A8 300k luôn, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số A9, là một cây me chua ha cô chú anh chị. Cây này ba co ha, rất là tròn luôn. Rồi tổng chiều cao là 50, tổng hoành cũ là 42. Rồi mã số A9 300k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số A10. Cây này về chơi cành đa rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 40, tổng hoành cũ là 40 luôn của chú anh chị ơi. Hoành thân ở đây em đo là 15 ha. Rồi mã A10 300k luôn, em bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là mã số A11. Tổng chiều cao là 50. Rồi hoành đây là hoành cũ ở đây là 25. Ở trên đây là 27 ha cô chú anh chị. Rồi mã A11 300k luôn, em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi tiếp tục là mã số
Rồi cái này, cái lô này lô bông giấy ha. Cái này là mã số 1 nha cô chú anh chị. Đó, cây này là em bao năm màu xanh, thân giấy Mỹ ghép 5 màu Thái ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m50, tổng tán ngang là 1m3, hoành 17. Đó, cây này em giao lưu là 800k. Chưa từ từ để coi cái. Đó, hăng củ đế đây rất là đẹp ha. Để em đo cái đế sổ đây cho cô chú anh chị mình xem. Đế sổ đây là 35 ha. Đây cái hoành em đo đây ha. Hoành là hơn 18, em tính 18 ha cô chú anh chị. Rồi cây này em xin giao lưu là 800k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. À. Cây bên em là em bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình trong vòng 30 ngày ha. Khi nhận cây có vấn đề thì cô chú anh chị mình cứ alo trực tiếp về bên nhà vườn em ha cô chú anh chị. À. Rồi tập cây này là mã số 2, chiều cao 1m5, tổng tán ngang 1m5, hoành 16. Đế đây sổ được 30 ha cô chú anh chị. À. Bộ đế này rất là đẹp luôn. Đế đặc kẹo ha cô chú anh chị. Lọn. Đế đấm ha. Rồi. Đế sổ là 30, rồi cây này cũng 800k luôn. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. À, cây rất lớn nha cô chú anh chị. Phí ship nó cũng rất là cao ha. Rồi tiếp tục là mã số 3. Rồi cái này cũng là cây hăng giấy Mỹ ghép 5 màu Thái ha cô chú anh chị. À, màu cam nè, màu trắng phớt hồng nè, màu tím nè. Hồng cam, tím, đỏ, trắng ha cô chú anh chị. À, tại vì mở mắt cái mắt ghép là lúc xưa em ghép là em có làm mà dấu màu băng keo nè, bởi vì em nhìn là không có lộn. Nếu mà nó có bị vụt bo thì em dặm lại được ha cô chú anh chị. Rồi mã số 3, chiều cao 1m5, tổng tán ngang 1m5, hoành 16. Cây này 750.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Chưa từ từ. À, đế rất là đẹp ha. Bộ đế là để em đo tổng cái gành cũ ở đây cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi hoành cũ ở đây là 60. Cây này 750.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 4, cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn ha cô chú anh chị. Mã số 4, chiều cao 1m5, tổng tán ngang 1m4, hoành 18. À. Rồi em đo hạ hoành cũ ở đây ha cô chú anh chị. Hoành cũ ở đây là 65. Đấy. Bông giấy thì em đã đo sẵn cho nó nhiều, em đo sẵn sợ thời gian nó không đủ á cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thông cảm ha. Số đo thì cô chú anh chị mình về đo lại giúp em. Tại vì em đo là em có trừ hao hết rồi. Mấy cây này nói chung là cao từ 1m6 chứ không có 1m5, tại vì em đo là em báo trừ hao cho cô chú anh chị mình á. Rồi mã số 4 này là 800k. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 5 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 cũng là một cây giấy Mỹ gấp 5 màu Thái luôn ha cô chú anh chị. À. Rồi tổng chiều cao của cây này là 1m5, tổng tán ngang là 1m4, hoành cây này là 18. Rồi. Đế sổ ở đây là 37. Đó, đế sổ rất chuẩn ha cô chú anh chị. Hoành cũ ở đây là 35. Cái thân này nó rất là tốt ha, xanh giòn ha cô chú anh chị. Em vào ở đây cô chú anh chị mình thấy không, xanh, nó còn xanh phía trong nè. Cô chú anh chị mình về chơi an tâm ha, không có vấn đề gì đâu. Rồi mã số 5 này là 800k, em bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số 6, cũng là cây giấy Mỹ ghép 5 màu Thái luôn ha cô chú anh chị. À, tàn gom rất là đẹp ha. Tàn nó rất là dày đặc. Cái này là em gửi gì cô chú anh chị mình là kịp chơi bông luôn ha. Bông nó đang ôm búp nè, do cái mùa Tết này cái bông nó cũng hơi hạn chế ha cô chú anh chị. Rồi mã số 6, chiều cao 1m5, tổng tán ngang 1m3, hoành 23. À. Hoành cây này là 23, rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi để em đo cái đế sổ đây ha. Đế sổ ở đây là 28. Hoành cũ là 56. Rồi mã số 6, 800k luôn. Em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 8, là một cây cẩm thạch ha. Tím tím siêu bông ha cô chú anh chị. Tông này tông cao ha. Tông này rất đẹp luôn. Rồi mã số 8, chiều cao 1m4, tổng tán ngang là 1m1, hoành là 19. À. Cây này cô chú anh chị mình về để trước hàng rào cửa nhà là rất là đẹp ha. Để hàng rào nhớ xiềng lại nha cô chú anh chị, đẹp quá, nó đi ngang nó ginh cái là mắt luôn đó. Rồi, mã số 8 này em xin giao lưu là 650.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi, em đo cái hoành cũ ở đây cho cô chú anh chị mình hào hay xem ha. Cũ đặc, rất là đặc, rất đẹp ha. Rồi, cũ ở đây là 49. Rồi, mã số 8,
650.000, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã số 9. Ủa? Cây đó mã số mấy ạ? Rồi cây này mã số 7 nha cô chú anh chị, tại lên nhảy mã số rồi. Đó, cây số 7 số 8 là chung một cặp ha. Cô chú anh chị mình có chốt thì chốt một cặp cho nó đẹp ha cô chú anh chị. Rồi mã số 7 chiều cao 1m4, tán ngang là 90, hoành là 20. À. Đế sổ ở đây là 26. Hoành cũ là 46. Rồi mã số 7 này cũng 650.000 luôn, em bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi con xin nhắc lại số điện thoại Zalo của nhà vườn coi là 0933 291 442, số đó cũng là số Zalo của con luôn. Cô chú anh chị mình đặt hàng thì kết bạn qua Zalo hoặc alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà vườn con ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 9 là một cây tím bướm ha cô chú anh chị. À, cây này có tổng chiều cao là 1m35, tổng tán ngang là 1m1, hoành cây này là 17. Rồi đế sổ ở đây là 30. À, dạ cây tím bướm này em xin giao lưu là 650.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số cây đó số 9 thôi. Rồi tiếp tục là mã số 10 ha cô chú anh chị. Rồi cây này là hăng giấy Mỹ ghép 3 màu lửa ha cô chú anh chị, tím lửa, cam lửa và đỏ lửa ha cô chú anh chị. Đó. Rồi mã số 10 chiều cao 1m1, tổng tán ngang 1m1, hoành là 22. Rồi đế rất là đặc ha. Rồi đế sổ là 30. Đế này đế đấm nha cô chú anh chị. Rồi củ đặc thì củ đặc là 50 ha. Rồi mã số 10 là 600.000, em bao phí ship toàn quốc luôn, một cây hai giấy Mỹ ghép 3 màu lửa. Rồi tiếp tục là mã số 11, cây này cũng là cây giấy Mỹ ghép 3 màu lửa luôn ha cô chú anh chị. Tím lửa, đỏ lửa và cam lửa ha cô chú anh chị. À. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m25, tổng tán ngang là 1m1, hoành là 28. Hoành rất lớn ha, cái củ này cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Củ đại là 63. Rồi quả cây này là 650.000, em bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 12. Một cây tím tiết ha. Cái hăng giấy ở dưới đây ghép vô là hăng giấy thường nha cô chú anh chị. Cái dòng này mình chơi bông với lại nó rất là bền, với lại nó xuyên bông lắm nha cô chú anh chị. Rồi mã số 12, một cây hăng giấy thường ghép màu tím tiết ha. Cây này cao 1m2, tán ngang 1m2. Để em đo hạo một cái hăng ở dưới đây ha, tại cây này nó một cốt, nó ba thăng ha cô chú anh chị. Rồi ở đây là hoành 15. Rồi mã số 12, 600.000, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục là mã số 13. Mã số 13 cũng là một cây tím tiết ha. Cây tím tiết này ghép hăng giấy Mỹ nha cô chú anh chị. À. Rồi mã số 13 cao 1m, ngang 90, hoành 13. Rồi cây này là 450.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Đế rất đặc rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 14, cũng là một cây tím tiết luôn. À. Chiều cao 1m, tổng tán ngang 1m, hoành 15. Mỗi một cái cây bông giấy thì em gửi cho cô chú anh chị mình đó là ở trong đây em sẽ có một bịch phân ha. Bịch phân thì mình xài khoảng, chắc được khoảng 1 tháng cô chú anh chị. Vì thì cô chú anh chị mình để cây ổn định tưới nước rồi 2 ngày sau mình giải phân vô gốc giùm em ha. Thì nó sẽ ra đọt ra bông nó dày hơn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 14, giá 450.000, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 15, cũng là một cây tím tiết luôn ha. Hăng giấy Mỹ ghép màu tím tiết ha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 90, tổng tán ngang là 90, hoành 16. À, cây này là 400k, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi em đo cái đế sổ đây ha. Rồi đế sổ là 25. Rồi cây này 400k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 16. Rồi một cây Sakura ha, phớt hồng Sakura nha cô chú anh chị. À. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m15, tổng tán ngang là 90, hoành là 13. À.
Rồi và cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. À. Rồi được không? Rồi tiếp tục là mã số 17 ha cô chú anh chị, cũng là phớt hồng Sakura luôn. Cái này em về được một cặp ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m1, tổng thể ngang 1m1, vành 12. Rồi cây này là 400k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi rồi coi hai cây số 16 ha cô chú anh chị. Phớt hồng Sakura đó, hai cây số 16 có gì cô chú anh chị mình nhớ giúp em ha. Rồi tiếp tục là mã số 17, cây này là một cây tím lửa ha cô chú anh chị. Hàng với Mỹ ghép màu tím lửa ha. Một màu nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m1, tổng thể ngang 1m1, vành 19. À. Bông này nó chưa nở hết ha cô chú anh chị, nó mới ôm búp à. Rồi gửi gì cho cô chú anh chị mình để chơi cũng được, hoặc là trên mình đợt bông sao ha. Rồi mã số 17 450.000 luôn, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 18. Cái cây hai cái cây phớt hồng Sakura đó là hai mã 16 ha cô chú anh chị mình nhớ giúp em ha, cây nào trước cây sau cái cô chú anh chị mình nói giúp em ha. Rồi mã số 18, chiều cao 90, tổng tán ngang 90, hoành 16. À, cây này cũng là một cây tím lửa luôn. Cái dáng rất là đẹp ha cô chú anh chị. À. Rồi cây này là 400k, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 18. Rồi tiếp tục là mã số 19, lộn em xin lỗi. Cây này là cây đỏ lửa ha cô chú anh chị. À. Rồi mã số 19, chiều cao 1m1, tổng tán ngang 1m, hoành là 18. À, cây này em sẽ lưu cô chú anh chị mình là 550k, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi lấy cho miếng gạch tàu á, gạch tàu á. Rồi được rồi, lấy miếng gạch tàu, lấy cái bọc thì gớm rồi. Rồi tiếp tục là mã số 20, chiều cao 1m, tán ngang 1m, hoành 20 ha cô chú anh chị. Đó. Cây này cái dáng nằm dáng hình thú rất là đẹp ha, cái phôi này phôi hình thú rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi mã số 20 500k luôn, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 21. À. Rồi. Cây này dáng bay ha cô chú anh chị. Rồi cây này tổng chiều cao là 1m, tổng thể ngang là 1m, hoành là 25. Đó, khi gửi thì em gửi luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, trong vấn đề vận chuyển thì ở đây, toàn bộ cây bên em là chậu mũ ha, gửi đến cô chú anh chị mình khi nó bị mục nó bể ha, thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm giúp em ha. Nó bể thì bể cái dành thôi nha cô chú anh chị, chứ không có bể gì tới trong đâu. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu là 600k, em bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 22. À, lô đỏ lửa này của em là lùng lực ha, dáng bonsai rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục là mã số 22, chiều cao là 70, tán ngang là 1m, hoành là 22. À. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị mình là 550k, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 23, một cây cẩm thạch lá lớn ha. Cây này là được 3 màu, 4 màu nha cô chú anh chị. Đó, màu cam, màu hồng nè. Màu cam, màu hồng. Màu vàng ha cô chú anh chị. Màu trắng nữa. Đây là cái bo giấy Mỹ của mình nè, nó mới ghép ra nè. Tại vì mỗi cái mắt băng keo đây em có điều có làm dấu ha. Rồi cây cẩm thạch lá chung. Cây này là 4 màu nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này tổng chiều cao là mã số 23, tổng chiều cao là 95, tổng tán ngang là 1m, hoành 19. Rồi cây này là 500k. Phan từ từ. Em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 24, cũng là một cây cẩm thạch lá lớn ha cô chú anh chị. À. Cây này nó lên bông nhiều nè cô chú anh chị, mình thấy nó rõ hơn. Rồi cây này là 1 2 3 4, cây này 5 màu nha cô chú anh chị. À. Rồi cây này cẩm thạch này 5 màu ha, cẩm thạch nó lớn này 5 màu ha. À. Màu trắng phớt hồng, màu tím, màu vàng,
Màu đỏ ha. Rồi cây này tổng chiều cao là 80, tổng tán ngang là 80, hoành 13. Cây này 450.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục cũng là một cây cẩm thạch lá lớn ha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng 5 màu luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tổng chiều cao của cây là 80, tổng tán ngang 80, hoành 13. Cây này 450.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là một cây cẩm thạch tím luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 23, chiều cao 90, tổng tán ngang là 75, hoành là 14. Bộ đế này nó rất là đẹp ha cô chú anh chị mình xem giúp em ha. Rồi cây này là 450.000, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Khi ship thì em ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi tiếp tục là mã số 27. Cây này là cũng 3 màu lửa ha. Hàng này nó nhỏ hơn hàng lúc nãy ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 85, tổng tán ngang 1m, hoành 10. Dạ cây này em giao lưu là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con xin nhắc lại số điện thoại giao lưu của nhà vườn con là 0933291442 ha, số đó cũng là số Zalo của con luôn. Khi đặt hàng thì cô chú anh chị mình alo trực tiếp qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với em ha cô chú anh chị. Rồi em xin nhắc lại số đo, cây này là mã số 27, một cây giấy Mỹ ghép 3 màu lửa, cam lửa, tím lửa và đỏ lửa ha. Cao 85, tán ngang 1m, hoành 10. Cây này 400k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 28. Chim lại để nó nghiêng các bạn xem. Rồi cái này là cũng 3 màu lửa luôn ha cô chú anh chị. Này được một cặp nó nhỏ ha. Rồi cây này tổng chiều cao 80, tổng tán ngang 1m, hoành 11. Cây này cũng 400k luôn, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục là mã số 29. Rồi một cây tím bướm mini ha cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 80, tổng tán ngang là 60, hoành là hoành 10 ha cô chú anh chị. Đó, màu tím bướm ha. Mấy cái đọt cây của em đợt này nó mập chục à, vì cô chú anh chị mình có ghép thì cắt ghép nó cũng rất là tốt cô chú anh chị. Đọt nó rất là mập bự luôn. Rồi mã số 29 này 300k, em bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 31 phải không? 30 29 tới 30. Rồi mã số 30, đây là một cặp ha cô chú anh chị. Một cặp trắng mã lai, hai cây này chung một cặp ha. Rồi em đo hạo một cây cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi tổng chiều cao của cây này là 66, hoành đây là 9 ha. Một cây trắng mã lai, đây là một cây ha. Rồi lên cây nữa. Rồi cây này cây thứ hai. Đó, hai cây chung một cặp. Giá là 450.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Một cặp trắng mã lai mã số 30. 450k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 30 cũng là mã số cuối cùng bên nhà vườn của con luôn. Thì cuối clip con xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã nhín chút thời gian xem clip của con ha. Rồi con chào cô chú anh chị. Rồi